Xin chào quý thầy, các em ni sinh thân mến. Chúng ta là tập ra bổ sung thêm cái quan điểm triết học của các nhà triết gia Đông Phương mà con chỉ giới thiệu rất là đơn cử, là đó là cái quan điểm triết học của Khổng Tử, Lão Tử và Tuân Tử thôi. Tức là để chúng ta nhìn thấy có những cái sự khác nhau đối với Phật giáo. Xin quý thầy là với các em chúng ta viết vài nét quan đặc điểm về quan điểm chính trị của Khổng Tử. Chúng ta viết luôn ạ. Quan điểm chính trị của Khổng Tử. Sẽ viết rất là ngắn, mỗi một vị là một dòng, để chúng ta sẽ thấy rằng ngay từ những cái thời cổ đại xa xưa ở phương Đông cũng như phương Tây đã đều có những cái quan điểm để mà trị nước an dân. Đó. Cho nên thì Khổng Tử, tại sao mà chúng ta thường hay nhắc đến Khổng Tử, cho đến bây giờ mình đi đến một cái số nước, thậm chí ở bên châu Âu hay là những cái nước ở phương Tây cũng có những cái đền thờ Đức Khổng Tử, bởi vì họ xem Ngài là vạn thế sư biểu. Mặc dù là Ngài Khổng Tử khi mà mất á, thì chúng ta xem lịch sử thì cũng thấy rằng ông cũng có một đời sống bi đát. Khi ông còn đang là đương thời thì cũng rất là nghèo, và với mấy ngàn học trò như vậy, nhưng mà đời sống của ông, nghĩa là ông cho rằng ông là một người sanh ra không có gặp thời. Tuy nhiên những cái tư tưởng của Khổng Tử khi mà ông đã mất rồi thì ông để lại cho cuộc đời và nhất là nước Trung Quốc một cái niềm tự hào rất là lớn, và đó gọi là đạo Nho đó. Thì cái quan điểm chính trị của ông á, hay là cái quan điểm triết lý của Khổng Tử thì ảnh hưởng quá lớn đến cái nền văn hóa của người phương Đông nói chung và nước Trung Hoa nói riêng. Đó. Và hiện nay đó, chính phủ Trung Quốc thì rất là nỗ lực truyền bá cái văn hóa Trung Hoa bằng cách là thành lập các học viện Khổng Tử trên toàn thế giới. Đó nghĩa là người ai chứ mà đến nước Trung Hoa đó thì là họ phổ cập cái gì của họ là phổ cập tối đa. Thì trước khi mà con trở về đây để làm việc với lớp thì Hòa Thượng Viện Trưởng là trưởng Ban Phật Giáo Quốc Tế, là cái nhiệm kỳ trước á, còn nhiệm kỳ này á là trưởng Ban Phật Giáo Quốc Tế là Thượng Tọa Thích Đức Thiện, đã thay đổi rồi, Thượng Tọa Thích Đức Thiện rồi, và Hòa Thượng mình không còn làm viện trưởng coi như là trưởng Ban Phật Giáo Quốc Tế nữa, nhưng mà Ngài vẫn còn là viện trưởng ở đây, và bây giờ thì Hòa Thượng là đệ nhất phó pháp chủ rồi. Đó, nghĩa là nếu như mà mai mốt này Hòa Thượng Phổ Tuệ 130 tuổi đó về Phật rồi thì Hòa Thượng của chúng ta sẽ lên làm Đức Pháp Chủ. Đó. Thì khi con có qua bên Trung Quốc mấy ngày thì chúng ta mới thấy rằng đó, cái đời sống của người dân Trung Quốc á, người dân Trung Hoa đó, thì bây giờ họ nâng lên, họ nâng cao. Cách đây chừng khoảng mười mấy năm con có sang, 10 năm thì người dân họ cũng còn nghèo, nhưng mà nhất là những cái vùng nông thôn, nhưng bây giờ thì cái chính phủ đó họ đem những cái mà những điều hay đó họ đem về, họ áp dụng, họ làm cho dân họ mạnh lên, mà mạnh ngay từ những cái vùng nông thôn. Nghe đồ ăn mà nhập vô đó, ai chứ ngay cái nước của đất nước chúng ta, đồ ăn thức uống nghe Trung Quốc là mình sợ, trái cây rồi cái gì mình cũng sợ hết, nhưng mà tại đất nước của họ thì không phải là họ xài những cái đồ đó. Đó, những cái gì mà họ thải ra đi qua biên giới, đồ ăn nó bằng nhiều nguồn khác nhau, và càng rẻ thì người dân của mình càng nạp vô nhiều. Cho nên lâu lâu mà chùa mấy thầy mấy cô mà thấy người ta cho cả bao nhiêu xe cà rốt rồi đừng có nhận, toàn là đồ mà có nghĩa là đã không ai dám nhận rồi. Nó, hay là họ cho những cái đồ khoai tây cà rốt họ cho rất nhiều, tức là đã đem xuất khẩu và người ta trả lại, bởi vì ăn vô là bị nhiễm độc, thì Việt Nam mình thầu hết xong rồi bán không được đem vô mấy cái chùa thì chùa mình là nạn nhân. Cho nên bây giờ cũng không phải đến cái mức độ mà ai đưa gì mình cũng nhận. Thời bây giờ nó không phải là cái giai đoạn cách đây mấy mươi năm trước. Cái thời đó con nó chùa là một ngày là hai bữa sáng chiều là ăn cháo đặc, trưa ăn cơm. Mà thức ăn nó là mấy cái cùi cải, vỏ dưa hấu rồi kho đó, mà sao ăn nó cũng ngon, là vì thời đó có cái gì mà ăn, phải không nào? Thì chúng ta thấy rằng đó, bây giờ những cái vấn đề thức ăn, thức uống của người Trung Quốc, họ đi bằng nhiều nguồn. Và ngay ở ngoài Bắc có những cái làng là chuyên sản xuất các cái hàng giả mà y chang luôn, tức là mình đưa ra vừa hàng thật và hàng giả y hệt nhau, tức là không thể biết được. Vì vậy đó, cũng là hàng ngoại nhập nhưng không phải là ngoại nhập vì quá giống, mà cái sự bắt chiếc đó thì nó chỉ là mẫu mã thôi, nhưng mà mình không thể biết được. Cuối cùng là có những cái loại gọi là gì, là sản phẩm
sản phẩm gì ha, mà không phải thuốc uống á mấy con, à chức năng đó, thì quý thầy với các em phải để ý. Tại vì rằng cứ nghe chức năng và thường là ăn để gì nè, bên phụ nữ là tốt da đẹp gì đó, rồi bên nam là nhiều sức khỏe, rồi là thay thế cho các thức ăn dinh dưỡng này kia, thì mình cứ việc mình uống vô thôi. Nhưng mà thật sự bên trong nó không có cái gì hết. Thì thực sự chính trên đất nước Trung Quốc họ không dùng. Ở trong 4 ngày hội nghị thì hoàn toàn là rau quả tươi, và là đó là những cái cung cấp thực phẩm chính là những cái rau quả rất là tươi ngon. Mà họ tổ chức cái hội nghị đó là kỷ niệm 1.100 năm thành lập cái ngôi chùa gọi là Linh Phong Giảng Tự. Mà có cái mối quan hệ với lại Việt Nam chúng ta, là một trong những vị tổ của cái ngôi chùa Thanh Long Giáng Tự 1.100 năm ở Trung Quốc đó, là có một vị tổ mà xuất thân từ cái chùa Hòe Nhai, gọi là tổ đình Hồng Phúc ở miền Bắc của chúng ta. Đó, thì chính cái vị tổ đó từ Việt Nam đi sang bên Trung Quốc, đã dắt 32 người học trò đi, để nhớ lát con nhớ lại tên, thì dọc đường đó một người đệ tử đã chết và chôn ở trên vùng đất của Trung Quốc, còn một người thì vào trong cái, dắt một người đệ tử vào Linh Phong Giáng Tự, và cái vị tổ ở đó hỏi mấy câu thôi, thì cái vị tổ của chúng ta lúc đó chỉ là một người thầy, một tỳ kheo bình thường, đã trả lời lưu loát và thể hiện cái sự trí tuệ rất là uyên thâm, cho nên cái vị tổ của Linh Phong Giáng Tự đó đã là thâu nhận Ngài vào. Và khi Ngài vào, Ngài tu một thời gian, thì Ngài đã trở thành một cái vị tổ là tiếp nối, tức là ông hòa thượng Trung Quốc đó mới truyền gì truyền cho cái vị thầy Việt Nam này, cho nên có cái mối liên quan thâm tình giữa ngôi chùa đó với Việt Nam chúng ta. Và cái vị thầy trụ trì là thầy Từ Mãn đã về Việt Nam, và các vị cao tăng ở miền Bắc Việt Nam cũng sang để khẳng định là hai bên có một mối thâm tình anh em giữa các vị tổ. Thì họ về Việt Nam cứ đi tìm chùa Hồng Phúc tìm không ra, sau mới biết đó chính là tổ đình Hòe Nhai. Thì cái Hòe Nhai thì là ở Ninh Bình, cho nên là họ biết rằng là lúc đó mới tìm lại cái gì đó là huynh đệ anh em gì đó. Xong rồi đi khi sang á, thầy Từ Mãn nó mới cầm cái y của mấy thầy mình á, tôi thích cái y của Việt Nam nè, bên đó trụ trì là y đỏ chói à nghe, màu sắc, còn mình thì đơn giản. Xong bảo y Việt Nam rất đẹp, muốn may một cái giống như vậy đó. Cho nên có nhiều người đi sang Trung Quốc là thích mặc đồ Trung Quốc, nhưng mà trong khi Trung Quốc nhìn mình đã thấy mình rất đẹp đó. Vì vậy đó là cũng là cái bệnh của chúng ta thôi, chứ còn thật sự đó, cái cha ông người Việt Nam chúng ta đó rất là thông minh, và khi tiếp thu cái gì cũng giảm chế bớt. Hôm trước có người đem tới 2 con lân để cho chùa con đâu có lấy, mắc gì mình nện 2 con lân vô đó. Cái chùa mình không có gì liên quan tới 2 con lân hết. Nếu mình làm ngôi chùa theo kiến trúc Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc gì đó, ok, mình làm một ngôi chùa Việt Nam nện 2 con lân không giống ai hết. Đó, nhớ như vậy. Cho nên nhiều khi người ta cho bởi vì tiếc thì mình lấy, mà thật sự nó không có phù hợp. Chúng ta phải xem lại cái điều đó. Thì ông bảo trời ơi, cái y của Việt Nam quý thầy mặc đẹp quá, xin quý thầy là may cho. Thì mấy thầy nói giờ phải về Việt Nam đo đạc đàng hoàng chứ, còn bây giờ nhìn như vậy là không đẹp. Ông kiểu như ông cầm ông muốn mặc liền vậy đó. Thấy chưa nào? Đó, rất là nhìn rất là dễ thương. Đó. Thì cái mối thâm tình của cái vị tổ của Việt Nam chúng ta đi sang bên cái chùa Linh Phong Giảng Tự đó, thì Ngài mới là trở thành một cái vị tổ. Nhưng khi đến cái lúc Ngài đã lớn tuổi gần mất thì lại trở về Việt Nam và mất ở Hòe Nhai. Nhưng mà đã bây giờ đi sang đã vợ, trong số các cái bài vị của Linh Phong Giảng Tự thì có cái tên của vị tổ của chúng ta, đó là vị Thủy Nguyệt, tổ Thủy Nguyệt. À, ta sẽ đề cái bài vị đề sao biết không? An Nam Quốc Thủy Nguyệt Tổ Sư. Đã, mà An Nam Quốc tức là vị tổ này từ Việt Nam sang, mà cũng là từng một giai đoạn là trụ trì và làm tổ ở cái vùng đất đó. Thì chúng ta muốn, nhưng mà cái ngôi chùa Linh Phong Giáng Tự nó lại nằm ở đâu? Nằm ở một cái vùng thôn quê thôi, mà mới chỉ thành lập 10 năm, mà đường phố cây cối sạch sẽ như là một cái gì, một cái thành phố nhỏ được thành lập từ lâu. Và tất cả những cái điều đó họ ca ngợi cái công đức của những cái vị lãnh đạo đã làm cho cái rồi á, ở đó họ bán cái khăn lau mặt thôi, nhưng mà rất là đắt, mà người dân du lịch đến đều mua vì nó sản xuất bằng tre tại cái quê hương đó. Tức là không để cho người dân đó mà phải bị thất nghiệp hay không có nguồn thu nhập. Vì một cái khăn bình thường nhưng mà cô tông bằng tre thì tự nhiên hấp dẫn khách du lịch.
Không biết tre mà cái cô tơ bằng tre ra sao. Cho nên họ mua với giá rất đắt, với khăn của mình mấy chục ngàn đó. Một cái đó 100-200 ngàn mà người ta vẫn mua như thường. Bởi vì đây là bằng là bamboo, tức là cô tông từ cái loại chất liệu tre tại cái nông thôn đó. Để cho mình thấy rằng mình cứ đứng đây mình nói khan khan chứ mình không biết họ đã phát triển tới đâu rồi. Mình chỉ nhận sử dụng những cái đồ ta thải đi, hoặc những cái nguồn hàng mà nó rẻ mạt và mình chịu mua với giá rẻ, và đây cũng xài như người ta, chứ đất nước người ta không có dùng đâu nghe. Cũng như Nhật Bản sản xuất gì? Ajinomoto, nhưng họ không dùng. Các thức ăn của Nhật rất tinh khiết. Một bữa ăn Nhật Bản mà ăn chay đắt hơn thức ăn mặn rất nhiều, và hoàn toàn chỉ dùng các nước rau củ quả chứ không là dùng cái chất bột ngọt. Còn đó, chúng ta sử dụng đặc biệt là ngoài Bắc là sử dụng là mì chính đó, rất là nhiều và rất là độc đó. Mà trong khi họ sản xuất cái đó cho toàn thế giới, nhân dân họ không dùng đó. Còn mình ai đưa gì cũng dùng hết đó. Rẻ, ngon, dùng. Nhưng mà cái ngon nó rất độc thì mình phải xét lại cái hậu quả. Bây giờ chúng ta học triết học chính trị xã hội, nó là những phương diện chính trị xã hội đi vào đời sống. Mình phải khuyên những người Phật tử, người dân của mình nên dùng cái gì và không nên dùng cái gì, đúng chưa nào? Chẳng như táo, táo mà Trung Quốc nó ướp thuốc á, có khi cả tháng không có hư, thì trưng lên cho đẹp thì được, nhưng mà sau đó bỏ đi, mình đừng có tiếc cái đó để mà ăn. Tại vì có thể rất là đẹp và trưng rất lâu không hư, thì thôi tạm thời chúng ta trưng cho đẹp, vì thật sự các ngài cũng không có ăn gì cả, trưng cho đẹp thôi mà. Đó, thì chúng ta thôi gì cũng trưng được, nhưng đừng sử dụng, đừng ăn. Gọi là bệnh gì? Bệnh trái cây là bên ngoài thì đẹp, bên trong thì héo. Thì chúng ta phải thấy rằng họ quá thông minh trong cách sử dụng, trong đời sống, trong thức ăn, thức uống. Còn chúng ta thì đón nhận mọi thứ một cách là vô tư, và cũng như cái từ con hay nói đó, tùy duyên. Không, cứ ăn tùy duyên, không chết đâu mà sợ. Nhưng mà không có dạy gì mà đôi khi những thức ăn nó làm cho mình gì? Ngủ mê man nè, mau quên nè, mệt mỏi nè, rồi bệnh tật. Mình tuổi thọ, mình còn thì có thể cũng vẫn sống, mà sống lây lất. Đó, cho nên mình cũng cần phải cẩn trọng. Chứ con cũng không đến nỗi kỹ lưỡng gì đâu. Nhưng mà đồ ăn mà thuộc loại mà mình không biết nguồn gốc thì con không có dám rờ. Đó, mà chúng ta thì bây giờ nhiều khi họ đem đến thấy đẹp là mình cứ lấy cho mình ăn cái đã. Nhưng mình sang bên đó trong 4 ngày hội nghị thì toàn bộ thức ăn của họ là rau trồng của cái vùng nông thôn, nó đem vô hoàn toàn tinh khiết. Họ không để cho dân của họ ăn cái gì mà họ phải nghi ngờ hoặc nhiễm độc hết. Đó, cái điều đó chúng ta, chùa là một cái nơi hay bị đón nhận những nguồn thức ăn không biết xuất xứ một cách vô tội vạ. Còn các em ni sinh đừng có tiếc, nghe không? Đó, trời ơi, mình phải tiếc chứ, không thôi tội. Trời ơi, tội rồi, lỗi rồi, bệnh rồi, ai chịu? Cho nên nhiều khi người ta chở hàng tấn cà rốt vô trong các chùa đều là hàng đã bị thải, đi xuất khẩu ra không ai nhận, vì nó đã sử dụng ở cái nguồn hàng mà cái cà rốt đỏ chói đó là người ta bảo của Trung Quốc đó. Thế là mình mới sử dụng mình ăn, thì trong đó cái chất bổ nó không có đâu, mà nó được nuôi dưỡng lên bằng thuốc đó. Cho nên chúng ta bây giờ nghe từ Trung Quốc, chứ chúng ta sang bên đến nơi mới thấy rằng người dân từ vùng nông thôn đã phát triển lên tới đâu rồi, và họ rất hài lòng cuộc sống của họ. Nãy bây giờ chúng tôi không có vất vả như ngày xưa nữa, chúng tôi không có đầu tắt mặt tối để không biết ngày mai mình ra sao nữa. Đời sống chúng tôi đã thay đổi rất nhiều rồi. Cho nên họ ứng dụng những cái hay, những cái tốt đẹp của đất nước vào, của trên thế giới, vào trong cái đời sống văn hóa xã hội. Còn mình à, mình là những cái người là dưới mỗi một ngôi chùa đều có một số lượng Phật tử đó. Cho nên nhà nước không những quý Phật giáo vì sự đồng hành cùng với dân tộc, nhưng mà chúng ta cũng chi phối một số lượng người dân rất là đông. Đôi khi cái ông nhà nước nói không nghe, chứ ông thầy nói một câu là nghe. Đó, chính vì vậy người ta cũng rất là gì? Rất tôn trọng Phật giáo. Người ta rất là nhờ quý thầy, quý sư trong Phật giáo để mà ví dụ kêu gọi người dân sống như thế nào, họ nhờ ở nhà chùa chúng ta rất nhiều. Tôi nói cứ là nhà văn hóa, khu phố văn hóa, đường phố văn hóa, nhưng mà cái nhà đó mà giữ năm giới là tự nhiên là văn hóa. Mà không giữ năm giới thì cái bảng văn hóa đó nhiều khi chỉ là hình thức thôi. Vì cái nội cái giới không rượu chè cờ bạc là cái nhà đó văn hóa rồi. Phải chưa? Không có tà dâm thì có hạnh phúc. Rồi không dối trá lẫn nhau lấy đâu mà chửi bới bất hiếu, vân vân. Thì chính những gia đình giữ gìn năm giới đó, đó là những cái mạng xã hội của Phật giáo. Thì cho nên đạo Phật ảnh hưởng rất lớn trong đời sống xã hội văn hóa của con người. Chứ chúng ta đừng nghĩ là xã hội lại là một cái môn xã hội riêng.
Chính trị là một cái môn riêng, Phật giáo là một cái con đường đi riêng. Mình không phải làm chính trị, mình không phải làm những việc đó, nhưng đời sống và lời dạy của Đức Phật đi vào trong mọi tầng lớp xã hội, ảnh hưởng rất lớn vì đạo Phật rất là trí tuệ. Cho nên á, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích bồ đề, y như tầm thấu giác. Tại vì không thể nào lìa thế gian mà đi tìm đạo Phật. Cho nên trong xã hội cũng có đạo Phật, trong chính trị có đạo Phật, và trong từng mái nhà có đạo Phật. Thì mỗi một ngôi chùa chúng ta, hàng trăm, có khi hàng vạn ngôi nhà quy hướng đến một ngôi chùa. Mà mình á, chỉ biết là lên rồi thắp hương, tụng một thời kinh cái đi xuống. Tại sao không thông qua cái khóa lễ đó, mình dạy những người dân một đôi điều. Đó. Như cái ngày đầu năm là người ta kéo nhau về để làm gì? Để cúng sao giải hạn. Thì thưa các vị là mình phải dạy cho những hàng Phật tử của mình, không có cái hạn nào mà được giải ngoài cái vấn đề chúng ta phải sống tốt hết. Đó. Bây giờ ít bệnh tật thì phải là bớt giết sát, phải phóng sinh, phải bớt giết sát đi ăn. Bây giờ ăn đã là bệnh tật rồi, chưa nói quả báo. Mà bây giờ tiền đâu mà phóng sanh, cái phóng sanh nào tốt bằng từng bữa ăn giảm chế các thứ động vật. Cho nên nhiều người đến con khuyên thẳng để hóa giải các sự mâu thuẫn, những nỗi niềm đau khổ, sự nặng nề trong gia đình, hãy hạn chế vấn đề ăn thịt chúng sinh. Nói trời ơi, sư dạy con vậy chứ nhiều người nói con mà doanh nhân như con mà tu vậy là ghê lắm rồi, ăn chay một tháng 2 ngày là dữ lắm rồi. Tôi nói 2 ngày nhưng mà vẫn còn bao nhiêu sự rối ren và đau khổ. Vì sao? Vì chúng ta vẫn lấy thịt chúng sanh để nuôi thân mạng mình. Mình vẫn đang tạo một cái nghiệp. Một cái điều đó nó sẽ được trả qua đời sống hàng ngày là bệnh tật, sự mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng và sự làm ăn nó không được thành đạt. Ngay trong thức ăn thôi nó đã nói lên quá nhiều vấn đề. Thì cái người tu đó, cái thầy chúng ta, cái vị thầy, vị sư đã có thể giải quyết được rất là nhiều để cho đời sống con người ta đi theo cái hướng giữ gìn năm giới. Cứ trên cái năm giới mà mình giáo hóa, thường là viết tên đi tôi cầu an cho là hết chuyện là thôi thua rồi. Đang lên chuyện này chuyện kia rồi viết tên thầy cầu an thì ta cúng mấy chục ngàn ta đi về là thua. Mình chúng ta biết tại sao các cái tôn giáo khác họ rù rì dữ lắm. Họ đến từng nhà, họ nói này nói kia và cái gì bế tắc họ đổ lên là Chúa sẽ giúp, Chúa sẽ giúp. Còn mình trước khi nói chuyện Phật hộ, Bồ Tát gia hộ hãy hướng dẫn cho họ cách sống. Chúng ta lưu ý cái điều này. Nó là một cái lãnh vực, một cái phạm vi rất là quan trọng trong cái phạm trù triết học chính trị xã hội. Chúng ta học triết học chính trị xã hội, chúng ta nghĩ đó là những cái vấn đề thuật ngữ quá rắc rối và nó không có gì ăn nhập gì đến đời sống hết. Nhưng xã hội chính là cái văn hóa trong đời sống, nếp sinh hoạt trong đời sống, và chúng ta lấy cái gì để chúng ta giáo hóa cho người Phật tử, đó là chính trị xã hội. Chúng ta không có dùng quyền lực hay sự áp đặt đó. Hay là ví dụ như ở một số tôn giáo, nếu không nghe thì sẽ bắt là rút pháp thân công đi vào hỏa ngục. Thì mình không có nói những điều đó, nhưng có quả báo. Mà quả báo là chính xác nhất. Không thể bắt tất cả đều đi hỏa ngục được. Mà hỏa ngục, địa ngục cũng khác nhau nữa, tùy theo tội. Và có khi đến giờ đi địa ngục vẫn có thể cứu ra nữa. Bởi vì do con người ta chuyển hóa làm các nhân đức phước lành. Cho nên chính cái bộ môn chính trị xã hội này làm cho chúng ta hãy nhìn lại mình đang đóng góp gì cho xã hội, và đạo Phật thực sự là đóng một cái vai trò quá sức tích cực và quan trọng từ thời Đức Phật còn tại thế qua những lời dạy của Ngài. Cho nên cái bộ môn của chúng ta, cái triết học này nó không phải là mới gió, mà cái bộ môn triết học này thực sự làm chúng ta là giác ngộ. Cái bộ môn này thực sự làm cho chúng ta đóng góp những cái vấn đề rất thiết thực, và chính mình cũng phải chỉnh đốn lại cái thế hệ tăng ni trẻ của chúng ta, để không để cho người ta xem thường cái thế hệ tăng ni trẻ, vì trẻ là niềm tin, là trí tuệ đó. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng để cho tới đâu hay tới đó thì chính mình đã làm mai một đi những gì mà cha ông bậc tiền bối của chúng ta đã làm. Thật là vừa nói tới Khổng Tử thì vừa nói về chuyện Trung Quốc như vậy, bây giờ quay trở lại ông Khổng Tử ha. Thì cái triết học của ông á thì nhấn mạnh cái sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân. Đó, nhấn mạnh sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân. Điều này không khác Phật giáo. Tu dưỡng đức hạnh cá nhân. Rồi, chính trị của ông là gì?
Đó. Cai trị tức là chính trị, hai chấm là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, ai cũng biết rồi. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nhiều người đi lãnh đạo mà về nhà cái gia đình tan nát, con cái là hút sách nhậu nhẹt bê tha, tại vì không có nền tảng đạo đức. Và đối với cái nền triết học của Khổng Tử thì cái đạo đức ngay trong gia đình rất là quan trọng. Cho nên ngay Đức Phật là chúng ta rất nhiều bài kinh Đức Phật dành để dạy người cư sĩ tại gia, chứ không phải bài kinh nào cũng dạy tỳ kheo đâu. Rất là nhiều bài kinh Đức Phật dạy cho thiện sinh khi mà ông lại đảnh lễ sáu phương, là Đức Phật đã dạy cái mối quan hệ với cha mẹ, vợ chồng, học trò, con cái, anh em. Và rất là nhiều bài học rất giá trị đối với hàng cư sĩ. Thì cho nên đất nước chúng ta có những giai đoạn tam giáo đồng nguyên, là Khổng lão Phật và đồng hành với nhau ở cái nền tảng đạo đức giống ở cái chỗ đó đó. Nhưng khác cái gì thì rồi chúng ta sẽ tìm hiểu. Cho nên cái giá trị, các đức tính á, cái đạo, cái quy phạm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, rồi các cái mối quan hệ xã hội và đạo đức, thì nhân nghĩa, nhân lễ, nghĩa trí tín, các cái mối quan hệ xã hội, đạo đức, quy phạm, quan hệ xã hội, đạo đức, quy phạm trên cái phạm trù là nhân, lễ, nghĩa, trí tín. Chỉ có như thế thôi mà cái triết học của Khổng Tử ảnh hưởng hơn hết các học thuyết khác tại Trung Quốc cho đến bây giờ. Tức là ông vẫn đứng vững. Đó, ông đã ra người thiên cổ từ lâu. Thấy chưa nào? Ông sanh từ thế kỷ gì? Thứ 5, thứ 6 trước công nguyên, tức là cùng thời với Đức Phật. Ông sanh năm 551, mất 479 trước công nguyên, cùng thời với Đức Phật. Nhưng mà những cái tư tưởng của ông đó ảnh hưởng rất lớn đối với các nước châu Á và trên phạm vi thế giới. Vì vậy mà nó hình thành một cái tư tưởng Khổng Tử, tạo thành một hệ thống triết học gọi là triết học Khổng giáo. Và về sau này người châu Âu đã Latin hóa cái tên Khổng Tử thành là Confucius, tức là ở các nước phương Tây họ cũng là nghiên cứu tư tưởng Khổng Tử và Latin hóa cái tên Khổng Tử thành là Confucius. Nói tới công phu đó là Khổng nè. Confucius là biết nói đến cái hệ thống triết học của Khổng Tử. Cho nên Khổng giáo trở thành một tôn giáo lớn, chứ không chỉ là một ông Khổng Tử của nước Trung Quốc. Vì vậy những cái gì hay mà Khổng Tử nói hay Lão Tử nói, đôi khi chúng ta ứng dụng không sao hết. Tại vì nó gặp đạo Phật ở rất là nhiều lĩnh vực. Một con người có nhân, có lễ, có nghĩa, có trí, có tín thì quá tuyệt vời. Chứ ta ồ, đó là triết học tôn giáo Trung Quốc. Nhưng thật ra, mình, một con người chúng ta, theo hệ thống tư tưởng Kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả là một. Trong xương, trong thịt, trong máu chúng ta cũng có đủ thứ ở trong đó. Cũng có người Trung Quốc, cũng có người xứ này xứ kia, ở Ấn Độ rồi đó này kia, rồi mới ra cái con người Việt Nam của mình. Thế mình cũng chả có phải sanh ra từ dưới đất chui lên cái con người Việt Nam. Vì vậy cái một là tất cả đó, chúng ta cũng đừng có vội phê phán hay chê bai ai. Và chúng ta nên gì? Nên là chọn cái tinh hoa để mà mình sống. Và Đức Phật đã chỉ chúng ta con đường đó, con đường trung đạo đó. Ngài không cho phép chúng ta chê bai các hệ thống tôn giáo khác. Cho đến cái thời Đức Phật, Ngài đã ra đời và Hoằng Dương Chính Pháp, thì những con người mà theo đạo gì? Đạo theo cái trường phái đạo lõa thể đó, nói chưa nào, thì họ mới từ bỏ những vị thầy theo đạo lõa thể, gọi là ni kiền tử, và trở về với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật nói rằng bây giờ làm đệ tử của Phật rồi, nhưng khi gặp các bậc thầy mà trước nay mình đã từng đảnh lễ cúng dường thì mình vẫn phải tốt, thậm chí vẫn đảnh lễ cúng dường, nhưng mình đã có con đường sáng để mình đi, mình đã có chánh pháp cho mình sống. Nhưng không phải vì như vậy mà mình quay lưng và mình sỉ vả, mắng nhiếc, phỉ báng những người thầy đã có duyên với mình trong cuộc đời.
Cho nên đó là Đức Phật dạy những con người từ đạo ni kiền tử sang là làm đệ tử Phật. Đức Phật cũng chưa hề bảo họ là quay trở lại mà chửi bới những người thôi. Mà cái đạo lõa thể là hoàn toàn không phải là đạo của chánh pháp. Mà Đức Phật cũng còn khuyên những người hàng đệ tử đừng có nên là quay lưng và phỉ báng. Do vậy chúng ta đừng nên phỉ báng tôn giáo khác. Mình cứ hãy thể hiện cái chân giá trị của một vị tăng, một vị ni sống đúng chánh pháp. Như vậy chúng ta có thể nói Khổng giáo không đơn thuần là ông Khổng Tử với lời dạy của ông, mà Confucius đó là một hệ thống tôn giáo, có thể là tôn giáo lớn hiện nay. Đó, Khổng giáo, một hệ thống tôn giáo lớn hiện nay mà người châu Âu cũng Latin hóa cái tên của ông Confucius. Mấy mốt mình đọc sách thấy cái này biết là nói Khổng Tử nè. Đó, mình nghiên cứu rồi mình sẽ gặp những cái thuật ngữ này, là những cái tên này, chúng ta biết đó là nói đến hệ thống tôn giáo Khổng Tử. Thứ hai là quan điểm triết học Lão Tử. Chúng ta xem để rồi cuối cùng thì thấy Đức Phật có cái gì đặc biệt hơn những quan điểm triết học này. Bây giờ Khổng Tử là nho gia, thấy chưa nào? Còn Lão Tử là gì? Đạo gia, đúng rồi ha. Thì Lão Tử cho nguồn gốc của vũ trụ là đạo. Về mặt triết học á, ông cho nguồn gốc vũ trụ là đạo. Từ đạo mà sinh ra tất cả. Cho nên về phương diện chính trị, Lão Tử chủ trương vô vi. Rồi về phương diện chính trị, Lão Tử chủ trương vô vi. Vô vi là sao? Vô vi là không thấy được rồi, đúng không? Chính trị mà không thấy, không có cái gì cụ thể, thì ông chủ trương vô vi. Mà ông nói rằng đó là cách tốt nhất làm cho đất nước được thái bình. Đó là giai cấp thống trị, đừng có can thiệp vào đời sống của người dân, đừng có đẻ ra thu thuế quá nhiều, và giai cấp thống trị đừng có sống xa hoa. Đó, tốt nhất đối với quan điểm của Lão Tử là quay về cái thời gì? Thời thoát thai, cái thời nguyên thủy á. Đó, hình như trên mạng có một cái clip nó quay về đời sống nguyên thủy của một cái bộ tộc mà bây giờ vẫn không ảnh hưởng gì cái nếp sống hiện đại, đó là dân tộc gì? Ai có xem cái clip đó? Con đã xem mà con quên rồi. Nó không cho ảnh hưởng một cái gì bên ngoài. Mà được rồi, để rồi con sẽ xem lại. Không ảnh hưởng và rất là an bình. Nhưng nó là một cái lối sống hoàn toàn gần như quay về nguyên thủy. Nhưng mà nó có cái cộng đồng, nó có cái bộ lạc của họ. Nhưng mà họ rất là nhẹ nhàng, thân ái, dễ thương. Nhưng không có một cái gì đời sống văn minh kỹ thuật mà đột nhập vào đó được. Thì Lão Tử quan niệm là không sống xa hoa và tốt nhất là quay lại cái thời kỳ vừa mới thoát thai khỏi nguyên thủy thôi. Đó. Cho nên lúc cái thời đó thì sao? Không cần chữ viết, không cần vũ khí, thuyền xe. Đối với nhân dân hãy để cho tâm hồn họ trống trải, thanh thản, nhưng bụng thì phải no. À, còn ngoài đừng để cho dân nghĩ gì hết, tức là vô vi là không có tác động gì nữa hết á, phải không nào? À, rồi đó. Xương cốt thì mạnh, nhưng mà thôi tinh thần thì rỗng rang. Không có biết gì cho nên không có ham muốn. Và cái chính quyền theo cách Lão Tử gọi là gì? Cái chính của Lão Tử là vô vi nhi trị. Tức là không làm gì hết mà lại trị. Đây, Lão Tử, quan điểm chính trị của ông, vô vi nhi trị. Trị mà như là không trị vậy đó. Ở chúng ta có những vị thầy vậy đó, không nói gì hết trơn mà tất cả răm rắp điều hành vô hết. Thì cái vị thầy đó phải đức độ dữ lắm, phải không nào? Giờ dùng luật nè, rồi là áp dụng là thanh quy nè, nội quy nè, hình kỷ luật đủ thứ hết, đôi khi cũng không làm nổi. Còn cái vô vi như trị, tức là không làm gì hết, không có đưa một cái hình thái chính trị áp đặt nào mà tự nhiên người dân sống bình thản. Thì cái này chắc là chỉ có là gì? Ở tiên ở trên núi thôi, đúng không? Đó, thì quan điểm về mặt triết học đó, thì cái tính chất khách quan của phẩm hạnh. Về cái mặt triết học thì theo đạo mà trị nước, nếu dùng trí mà trị nước, tức là làm hại cho nước. Tức là lấy cái đạo thôi, đạo đức á. Chứ mà dùng trí thì có hại.
Theo quan điểm Lão Tử, hãy lấy đạo, lấy đức mà trị nước, không có lấy trí mà trị nước. Đó, quan điểm của Lão Tử là như vậy. Trí thuật chứ không phải là trí. Trí thuật tức là dùng các cái biện xảo. Dùng trí thuật thì hại nước. Mà người lãnh đạo chính quyền phải là người chất phác, giản dị, cần kiệm và không xa hoa. Lại chắc có các thầy, có quý thầy mới cần kiệm, giản dị, không xa hoa thôi. Chứ làm sao mà có con người có thể là hướng đến một đời sống giản dị như là ông Thánh, như Lão Tử nói được. Đó. Cho nên ông nói rằng ở trong nước chính quyền chẳng cần dùng hình phạt răn đe gì hết, đừng đem cái chết ra dọa dân, vì đến một lúc nào đó dân không còn biết sợ là bất trị. Đối với bên ngoài thì tránh các chiến tranh, không có chiến tranh. Đó. Nước lớn mà hạ mình trước nước nhỏ thì được nước nhỏ thần phục. Nước nhỏ mà hạ mình trước nước lớn thì nước lớn che chở. Nghĩa là đừng có nhúc nhích động đậy gì hết á, cứ tự nhiên như vậy mà sống. Tóm lại cái phép trị quốc an dân hay nhất để đem phúc lợi là hãy để sống tự nhiên, mộc mạc và giản dị. Thì cái chủ trương chính trị của Lão Tử này nghe nó hay như thế, nhưng giai cấp thống trị đương thời không chấp nhận. Đó. Nhưng nó trở thành việc hình thành đạo đức cho Trung Quốc sau này thì có. Những người hướng đến cái sự tu, là tu tiên á, là người ta hướng cách tu của Lão Tử nè. Cái tự nhiên thôi, sống với tự nhiên thôi, đừng có muốn thế này, muốn thế khác. Đó. Nhưng mà để áp dụng cho chính trị thì cái nhà cầm quyền đương thời họ không chấp nhận Lão Tử. Ngồi yên là dân nó loạn hết trơn hết trọi. Cho nên của Lão Tử, quan niệm chính của ông là không trị mà trị. Thì còn nhiều ông lắm, Hàn Phi Tử đồ vân vân, nhưng chúng ta chỉ viết Tôn Tử đi. À, Hàn Phi Tử, đúng rồi. Tư tưởng của Hàn Phi Tử cũng là một cái trường phái nổi tiếng, vì là theo không phải Nho gia, Đạo gia mà Phát gia. Chúng ta ghi đi, quan điểm của Hàn Phi Tử. Chúng ta biết thêm một vài vị theo quan điểm phương Đông. Thì ông này lại là Pháp gia. Đó là giai đoạn Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước Trung Hoa. Hàn Phi Tử tuy là học trò của Tuân Tử nhưng bỏ đạo Nho theo đạo Pháp, phủ định tính nhân nghĩa của nhà Nho, sáng lập ra một triết lý chính trị riêng. Đó là triết lý chính trị của Hàn Phi Tử. Mà quan điểm chính trị của Hàn Phi Tử là Pháp, Thuật và Thế. Đấy chưa? Hàn Phi Tử nè. Thì cái giai đoạn ông là Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước cho nên rất là giỏi. 281 và 233 trước công nguyên. Như vậy là sau thời Khổng Tử hay trước Khổng Tử đây? Đó, sau nghe. Đó, có thấy cái số nhỏ hơn cái nói trước là không phải. Đó, 281, 233. Cái giai đoạn này Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước. Và Hàn Phi Tử đưa ra một quan điểm chính trị là gì? Chúng ta ghi ba chữ. Pháp, Thuật và Thế. Hai chấm. Quyền lực là tất cả. Đối với ông này quyền lực là tất cả. Cho nên mà ai mà hay sử dụng quyền lực là mình biết xài cái quan điểm của Hàn Phi Tử rồi. Ông cho rằng quyền thế chớ có chia sẻ cho người ta. Nghe chưa nào? Khi bề trên chia mất một quyền thì kẻ dưới lạm dụng thành trăm. Cho nên quyền lực đừng chia sẻ cho ai hết. Nắm và dùng pháp, dùng thuật để trị. Và Tần Thủy Hoàng áp dụng cái chính sách của Hàn Phi Tử này để mà thống nhất đất nước Trung Hoa. Nó có những cái sự thành công. Tuy nhiên, những cái chủ trương về độc tài, chuyên chế từ cổ tới kim, từ đông sang tây thì coi như quyền lực là tất cả, thì không có cái tư tưởng nhân đạo trong đó. Đó, thì như vậy là chúng ta cũng còn nhiều vị khác, nhưng mà thôi đơn cử ba vị là Đạo gia, Nho gia và Pháp gia. Thì chúng ta thấy đều là những cái phương cách để mà trị dân, hoặc là những cái quan điểm để mà đối nhân xử thế.
trong cái việc thống nhất đất nước.